Xin chào anh em nhé. Hôm nay shop sẽ đập hộp mẫu F155 full option cho anh em. Anh em cùng xem một bộ full option gồm những gì nhé. Đây, bộ full option tại shop. Đầu tiên tên gồm 6 mũi tên. Và đây là cái tờ biên mục tiêu. Tờ biên mục tiêu này thì nó làm bằng vải bạt rất là bền, anh em bắn không sợ rách. Tất nhiên là nó cũng sẽ rách thôi, nhưng mà nó sẽ bền hơn cái loại giấy bình thường rất nhiều. Đây là 6 mũi tên carbon. Tiếp theo đó là một cái quiver. Cái quiver đeo tên ở hông này, anh em đeo ở lưng cũng được. Đeo ở lưng thì rút nó cũng sẽ hơi bất tiện một chút, và cái này thì đeo ở hông thì nó sẽ tiện hơn. Đấy, ba món. Tiếp theo đây là một cái túi nhá. Túi này là túi đựng cung, đựng được tất cả các loại phụ kiện nhỏ nhỏ và cung 1 giây, anh em có thể đi kèm đựng kèm. Ở trong đây thì nó sẽ có các ngăn, mình sẽ để được đồ. Cái này nó ở giữa nó sẽ có một cái lớp xốp mềm tránh va đập chảy xước. Tiếp theo chính phần chính là cung. Đây món đồ này anh em xem này. Đầu chân cung này, chân cung để đựng, để đặt cung lúc anh em bắn đi lấy tên, lúc bắn nghỉ không chạm cung rơi xuống đất, hoặc là để đảm bảo cái cánh cung nó không chạm xuống đất, nó an toàn hơn. Đây là cái tab táp kéo cung, đeo vào tay phải hoặc tay trái nếu mà anh em thuận tay trái. Cái táp này để đeo vào tay kéo cung để nó kéo nó được, thứ nhất là không bị đau, thứ hai là không bị đau để anh em có sức giữ bắn nó sẽ chính xác và chuẩn xác hơn. Đây là cái gươm, gươm thì đeo vào cái tay cầm cung, tránh cái dây cung nó bật vào tím tay chảy máu rất nguy hiểm. Đây là cái rút tên. Khi mà lực cung bắn mạnh quá thì anh em có thể là tay thường không rút ra được, thì mình sẽ dùng cái rút tên này. Trong đây là dây cung. Dây cung thì trong đây gồm có hai cái đỡ tên arrowhead, một cái knocking point. Đây là cái knocking point đánh dấu điểm gài tên nhỏ nhỏ trong đây. Đây là một lọ sáp, sáp để bôi dây cung lúc sơ. Sau khi dùng bắn nhiều lần nó sơ dây cung thì anh em bôi để cho nó bảo quản cái dây cung được tốt hơn. Đây là cái dây lên cung dành cho người mới và hai chị em. Nếu mà chưa quen thì nên bằng cái dây này thì nó an toàn cho cánh nhất. Cái phần lên dây cung thì thường mọi người sẽ sai rất nhiều, mới đầu lên chưa quen, lực của nó khá là căng. Nên đâm ra nó sẽ dẫn đến cái tình trạng anh em cố quá nên nó sẽ bị sai cách, dẫn đến cái tình trạng nó cánh cung nó bị lệch, nó hay bị lệch sang một bên. Thì anh em cứ bảo cánh cung lỗi, thực ra không phải, đó là do mình lên dây cung không đúng cách. Thì cái đấy thì khắc phục được, nhưng mà về lâu dài thì anh em nên dùng cái này nó rất là tốt, nó cân được đều hai cánh thì nó đảm bảo cái tuổi thọ của cánh nó tốt hơn và nó không không bị nhanh hỏng. Đầu mũi tên. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng. Lời cảm ơn của shop kèm theo một số lưu ý. Anh em đặt cái phần lưu ý này để tránh cái việc cái làm cho cây cung nó bị hỏng, đảm bảo cái tuổi thọ cung được tốt hơn. Về phần chính đây là cái thân cung. Thông dụng, nó khá là thông dụng cho anh em mới tập làm quen với bộ môn bắn cung và muốn cái độ chính xác nó tốt hoàn thiện. Một cái cung này option của nó thì giá nó rơi khoảng độ tầm hơn 2 triệu đến hơn 4 triệu một chút, tùy option tùy đồ. Thì anh em có thể tham khảo cái bộ này. Nếu mà cơ bản thì nó chỉ hơn 2 triệu thôi, gần 3 triệu một bộ là anh em có thể bán được rồi. Còn muốn full ra thì nó khoảng hơn 4 triệu tất cả những cái món đây. 4 triệu 2, mình đang bán 4 triệu 2. Anh em có thể tham khảo giá. Còn về cái thân cung này thì nó là thân cung 25 inch. Màu là màu đỏ, nó có các phiên bản màu đen, màu đỏ và màu xanh dương. Nước sơn của cái mẫu này nó là nước sơn bóng, nó khá là bóng.
Cái tay cầm của nó thì nó cũng bằng nhựa thôi, bằng nhựa nhám thì nó sẽ không bị kiểu mồ hôi ra là trơn. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhôm cắt CNC nguyên khối. Ở trên đây nó có cái thương hiệu Junsinh, nó là hàng của Junsinh. Cây này thì nó là bản chất của nó là một cây target, thì anh em có thể gắn được full tất cả các loại phụ kiện, tất cả các loại đồ. Thì đầu tiên bắt buộc anh em phải gắn cái đỡ tên ở đây. Ngoài ra anh em có thể gắn thước ngắm, cái plunger, cái cần thăng bằng chống rung ở đây. Nó sẽ không được bằng một số dòng cao cấp, nó sẽ gắn được cái cục tạ ở trên thân cung này luôn. Nhưng mà về cơ bản thì cây này dành cho người mới nên cái đấy nó cũng không cần thiết lắm, thì anh em có thể dùng luôn được cây này được. Đó, anh em xem qua. Nó cũng khá là đẹp, nó khá là đẹp. Đây là dành cho người mới thì trong tầm giá này thì chắc là cây này nó cũng là thuộc dạng tốt nhất rồi. Nó chỉ ngang với cái Sanida X8 à. Sanida X8 thì X8 thì mình không thiên với X8 lắm. Mẫu rẻ thì anh em có thể chơi mẫu này. Còn nâng cấp hơn thì anh em có thể chơi Sanida X9. X9 thì nó sẽ cao cấp hơn cây này. Cao cấp hơn cây này. Nếu mà có kinh tế tốt ra thì anh em chơi X9, tốt nữa thì anh em chơi X10. X10 là cái thuộc dạng cũng thuộc dạng chuyên nghiệp rồi. Nó là hàng top 1 của Junsinh rồi, à của Sanida rồi. Anh em chơi mẫu đấy anh được. Còn về cánh cung thì cơ bản nó các loại cánh nó cũng cái dòng phổ thông này thì cánh nó cũng giống nhau thôi. Nó bằng gỗ fiberglass, nó ép. Ép ở đây nó ép khoảng 4 lớp, 4 lớp với nhau. Thì cái cánh này thì anh em nên dùng hơn là cái cánh fiberglass không. Fiberglass không thì cái độ đàn hồi của nó rất là kém, cánh nó khá là cứng. Anh em mất sức giữ sức bắn nhiều, nhưng mà cái lực phát xạ của nó sẽ rất là nhẹ. Nó sẽ không bằng được cái cánh opposite này. Cái bản chất thì nó cũng không không đắt hơn là mấy đâu, nhưng mà cái chất lượng thì nó khác biệt hoàn toàn đấy. Để anh em nên dùng cái cánh này nhé. Còn một số anh em hay là một số shop khác ấy, là hay bán cái loại mà cánh fiberglass không ấy, thì mình khuyên không nên dùng, anh em đừng ham rẻ, trừ khi anh em chơi kiểu bắn một vài lần hoặc là trưng bày thì anh em thích thì anh em mua. Còn nếu có điều kiện ra thì mua cái này nó cũng không đắt lắm, nhưng mà chất lượng của nó thì khác biệt hoàn toàn. Anh em có thể từ cái này mà trở nên chơi bán chuyên là chuyên nghiệp đều được. Còn cái fiberglass thì anh em mất cảm giác bắn, mất kỹ thuật, nó khá là không tốt cho cái quá trình về sau. Ơi, một bộ đầy đủ của nó. Thân cung, cánh cung. Đầy đủ các loại phụ kiện. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.